khi là nhà ăn, lên trên cầu thang này đi lên trên kia là nhà thể chất. Đến nơi rồi. Một máy bay kìa. Máy bay. Bây giờ đi đâu? Đây là vào nhà ăn nhá. Vào nhà ăn này. Thế cho mẹ về nhà ăn. Nhà ăn này nè, không có ai. Hi hi, đẹp không? Đấy, lấy đĩa ở kia xong rồi đi dọc vào thùng vào dọc dọc theo. Mình sẽ đến nhà ăn tí nữa, giờ ăn trưa sẽ quay lại một lần nhà ăn nữa để cho mẹ biết nó đông như thế nào. Để cho vào nhà xem nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Mấy giờ có bắt đầu là đấy hả ngoài anh? Không vệ sinh à? Không, để kia đi. Bây giờ đi lên tầng luôn à? Mày đến sớm quá.